xe của em trai đã hoàn thành 90% rồi, em trai vào nhận hàng. Máy quay được làm với cấu hình là dên đen, má 100, đầu lọc xung rất kinh, trái 54, cam cò là sau đầu của hiệp 303. Nói chung là cái xe này là làm cái combo mà mình hay bán á, combo mình đăng lên hay bán cho anh em coi á, là combo đầu lòng dên full cam cò là sau đầu của tông bạc là 2.350 á. Đó, nếu cái combo này khi mình ráp lên máy là nó sẽ phát sinh thêm là mình phải làm cái phần bộ máy mình lên bơm nhất rời, với lại công rã ráp làm nồi này kia, thì nói chung là nếu mà làm trên xe hoàn chỉnh thì nó rơi vào tầm giá khoảng dưới 4 triệu.